chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy quét mảo vật. Thì những chiếc máy quét mảo vật thì hiện tại đang rất phổ biến, cộng với là những cái phần mềm bán hàng, phần mềm quản lý kho thì giúp ích cho tất cả các anh chị và là các doanh nghiệp, các cửa hàng của mình rất nhiều, rất thuận tiện trong cái công việc bán hàng. Thành ra là những chiếc máy quét mảo vật này là rất là quan trọng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người đây là cái dòng máy quét mảo vật của hãng Jebra. Hãng Jebra là một hãng rất nổi tiếng đến từ Mỹ. Thì đây có model đó là DS4608 nha mọi người. Thì đây là dòng DS4608, nó thay thế cho dòng DS4308. Thì mọi người cùng em đi theo em để xem thử chiếc máy quét DS4608 này có những tính năng gì đặc biệt và có những cái khả năng gì nổi trội so với những cái dòng máy quét khác. Thì em sẽ mở ra bên trong để khám phá xem những cái linh kiện phụ kiện gì đi kèm với chiếc máy này. Chiếc máy này đang rất là mới cho mọi người, sản xuất năm 2020. Đầu tiên mọi người có thể thấy đây là dây cáp USB kết nối với lại máy in, một đầu RJ45, một đầu là cáp USB. Tiếp theo đây là bộ chân đế để gác máy để mình có thể là thuận tiện trong việc thanh toán, gác máy lên có thể là ở trong chế độ rửa tay mà không cần phải bấm cò. Rồi tiếp theo đây là phần quan trọng nhất của máy, đó là phần thân máy DS4608. Đây, máy là thương hiệu Jebra của Mỹ, máy được sản xuất ở Mexico nha mọi người. Ở Mexico nhập về Việt Nam. Đây, bên trong đây là phần thân máy được bao bọc đóng gói rất là kỹ nha. Đây phần thân máy. Đánh giá ở bên ngoài là mình có thể nhìn thấy là máy cầm rất là thuận tay nha mọi người. Đây, cầm rất là thuận tay, có được khớp cho tay mình cầm, tiện lợi cầm hơn, không bị trơn trượt. Với lại cái thứ hai là mình ngay từ bên ngoài mình nhìn là mình thấy, có thể thấy là mọi người thấy nhá, trong này là cái bộ đọc ở phía trong này, ngoài này là rất là dài, xung quanh là có những cái bao bọc bên ngoài. Mục đích của những cái này là để tránh việc rơi rớt xuống, thì mình có thể là đảm bảo chiếc máy là mình có thể hoạt động. Thứ hai đó là cái nguồn sáng nó sẽ thu vào trong này để cái bộ nhớ nó có thể xử lý những cái mảo vật tốt hơn, để đọc này hơn. Mình có thể nhìn qua sơ qua bên ngoài là có một số cải tiến so với dòng 4308, nó là cầm rất là thuận tay, rất là chắc tay hơn. Cái thứ hai là đầu này nó cũng được bảo vệ tốt hơn. Đấy, thì bây giờ là em sẽ tiếp tục là cắm vào rồi mình sẽ tiến hành test thử, quét thử xem cái khả năng đọc của nó như thế nào nha. Bây giờ em sẽ tiến hành kết nối máy quét với lại máy tính để quét thử cho mọi người xem về khả năng quét của nó. Thì đây là cổng USB. Thì cách kết nối của nó cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần cắm vào cái cổng USB của máy tính thì máy tính sẽ tự động nhận, mình không cần phải cài đặt hay set bất kỳ gì cả. Thì ngoài cái máy quét này, ngoài cái cổng kết nối của nó là USB thì nó còn có cổng kết nối đó là RS232 và RS485. Tuy nhiên hai cổng kia thì mọi người cần option thêm nha mọi người, nên mọi người cần phải đặt nhà cung cấp để mình có cái cổng đó theo ý của mình. Thì còn mặt hình ban đầu của máy đó là cổng USB. Em test thử cho mọi người xem nhé. Đây là code 128 này. Đây, quét. Mọi người có thể nhìn thấy màn hình là nó hiển thị lên màn hình. Hoặc là code 39 này. Còn dưới này là QR code nhé. Còn đây là code AM13. Đây, mọi người có thể là máy nó quét rất là nhạy, rất là tốt những cái barcode này. Thì bây giờ em sẽ tiến hành là thử những cái barcode này, sau đó quét lại cho mọi người xem khả năng quét của nó. Ví dụ như cố ra người ta đi, anh sẽ cố tìm phá làm hỏng nó đi cho nó bị mờ, nó bị đứt nét đi. QR code vậy nha. Sau đó em sẽ quét lại thử xem thử cái khả năng đọc của chiếc máy này đối với những barcode này như thế nào nhé mọi người. Đây, mọi người có thể nhìn nhé, đây này, máy mình quét rất là nhanh nhá. Mặc dù em là cả rất là mình làm được cái QR code cùng về nha mọi người. Đây, mình có thể đánh giá chiếc máy này là có khả năng đọc rất là tốt nhá. Đây, em có thể phá thêm này. Đây, và em sẽ tiến hành quét lại thử. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái màn hình nhá. Em có thể nghiêng qua có một góc khác mà nhưng máy mình có thể quét này.
Ngoài ra thì đây là một chiếc máy 2D sử dụng công nghệ xử lý bằng hình ảnh nên nó có thể là quét được QR code lẫn code 1D. Ngoài ra nó có thể là quét được trên màn hình điện thoại. Đây, em có thử thử trên màn hình điện thoại cho mọi người. Đây, mọi người có thể thấy đây. Không chỉ là quét được mà nó còn quét rất tốt ở trên các thiết bị điện thoại hoặc là iPad hoặc là trên màn hình máy tính nhá. Mọi người có thể xem ở đây. Khả năng đọc rất là nhanh, rất là nhạy nha. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số thông số về chiếc máy DS4608 này của hãng Nhất Ra. Mọi người có thể thấy là nó rất là nhỏ gọn và rất thuận tay. Thì em xin cung cấp thêm một thông tin, đó là chiếc máy này có thể rơi rớt tại vì nó đạt chuẩn IP52 nên độ rơi rớt của nó là từ 1,8 mét trở xuống mà không hề hấn gì, vẫn có thể sử dụng trong rất nhiều lần tại vì bên hãng đã test rất kỹ về những cái vấn đề về độ rơi rớt này của máy. Thì nếu mọi người cần biết thêm chi tiết, cần những cái thông tin về những chiếc máy quét mã vạch hoặc là chiếc máy quét DS4608 của hãng Nhất Ra này, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thế giới mã vạch.com để được biết thêm chi tiết. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Em xin cảm ơn.